bác ơi, nhà vệ sinh sao lại như thế này ạ? Chủ quán, không thấy mặt là được. What? Điều này chứng minh, ngoài khuôn mặt, những cái khác đều như nhau. Và sau đó câu chuyện rất dài. Sao bằng quả này ở quê ngày xưa, cửa bằng tấm bạt mỏng hoặc bao bì xé ra, ai vào là giật mình ngã mẹ ra đằng sau. Xưa quê tôi miền Tây toàn cầu cá, nhưng đỡ sợ hơn cái ảnh của bác nhiều. Thế thì các chị chưa gặp quả nhà cầu như bước xuống địa ngục thế này rồi. Đi nhẹ thì còn có thể đứng được chứ đi nặng mà đứng cao tầm này thì thôi không dám nghĩ nữa. Đấy không quan trọng, quan trọng là lạnh như thế này, gió lùa một cái thì làm gì còn nổi 2 cm. Thế thì mấy ông chưa biết nhà vệ sinh đen tàu rồi, cũng là nhà cầu ngồi xổm thế này nhưng đéo cần xây cửa, cũng không có vách ngăn luôn, người nọ ngồi cạnh người kia, vừa ấm áp vừa xây dựng tình cảm. Anh em có thể tham khảo tư thế này. Bắt đầu. Này bên trong nữa thì tuyệt vời. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Dưới thì ai chả giống ai, che mặt là được rồi. Facebook thông báo sẽ khóa tài khoản của Tổng thống Trump vô thời hạn. Nani? Thắng làm vua, thua thì khóa tài khoản. Thôi xong, mất địa bàn làm ăn, qua YouTube làm vlog cũng được. Thử thách 24 giờ làm tổng thống. Chắc bác Trump đang học dùng Zalo. Thế thì bác Trump phải tham gia khóa học dịch vụ Facebook của con rồi. Con đảm bảo học xong bác đi nhận tăng like, tăng follow, đi viết nick thằng Mark hay nhận mở tài khoản được luôn. Giá ưu đãi 50% cổ phần nhé bác. Mai lại thấy nick chăm comment dạo ở Việt Nam cho xem. Thề. Anh em Đông Lào chúng tôi ủng hộ bạn. Cứ khóa tài khoản của tao, tao qua Việt Nam dùng Zalo, xem mày làm gì được tao. Hit new like, đớt lock up cao tao, tao căm to Việt Nam tu EU Zalo, si oát EU di sen du tao. Khi cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ, con chó nhà hàng xóm. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, go go. Đéo nói nhiều bay điện. Tao tăng bác hàng xóm nhà mày vào đây nhé. Ý mày bảo bác ý hát như chó sủa chứ gì. Tao đi từ nhà ra cổng chuẩn bị đi chơi thôi, mà con chó nhà hàng xóm nó sủa như kiểu cho cả làng biết là tao sắp đi chơi vậy. Hai con chó nhà tôi bắt đầu chửi chúng nó, sau đó những con chó nhà hàng xóm khác cũng tham gia cuộc trò chuyện chung. 5 phút sau là khỏi gâu gâu luôn. Thấy thương cái bánh xe gì đâu. 1, 2, tuần sau nó lành lại thì đi cắt chỉ thôi, có gì mà căng. Nhớ phải bôi nghệ vào chứ không nước lành nó thành sẹo thì xấu lắm đấy. Vết chỉ giống như một chút níu giữ của tình yêu vậy, dừng lại thì sẽ nguyên vẹn, nếu tiếp tục đi, nó sẽ nứt. Cao sao vàng đâu sao không bôi. Kiêng ăn cả rau muống nữa không sau này nó thành sẹo. À đầu. Không chở cái xe đi cấp cứu đi còn để nó như vậy. Rửa cồn đi xong dán băng gạc vào không để vậy nó nhiễm trùng nguy hiểm lắm. Quá chuẩn luôn. Rồi
rồi sao nó đứng được hai chân vậy má? Sao con sen bảo nhà nó chỉ nuôi mèo? Chưa thấy chó què bao giờ hả? Nhìn cái ghê. Nhìn xong chắc tối về suy nghĩ xét lắm đây. Để mai kể cho, chuyện dài lắm. Dài mấy tiếng? Dài 3 tiếng. Anh yêu em. Của em thì dài hơn. Em yêu thằng khác. Trả quà cho tao đây. À đâu? Nhanh trí đáp lại, sao dài bằng thằng nhỏ của anh? Rồi nó dép thằng của em cũng dài không kém. Nhanh trí đáp lại, thằng đó nó yêu anh. Thật hồi hộp, không biết năm nay ai may mắn có được tôi nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần yêu đương rồi đây. Cái nghèo đã chiếm trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn yếu đuối này. Năm nay sẽ khác mà. Người mình thích không thích mình, người không thích mình cũng không thích mình. Chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp, ngại quá. Mình nhớ năm ngoái mình cũng xe bài này, chắc giờ phải xe lần nữa thôi. Đã bảo là cá rô đồng rồi mà. Công bếp muốn câu thêm lương thực tí mà. Cá nuôi rồi móc lưỡi câu vào cũng được mà. Nhà khoa học phát hiện trái đất đang quay ngày càng nhanh. Điều này có nghĩa rằng một ngày không dài như nó đã từng. Và năm 2021, một ngày đã ngắn hơn 24 giờ. What the hell? Thảo nào, dạo này ngủ chưa vào giấc đã thấy trời sáng rồi. Điều này chắc cũng chưa thể làm mình có người yêu nhanh hơn được. Câu hỏi phần trước, không có bạn nào trả lời đúng câu hỏi IQ. Đáp án, cách dễ nhất để chọc một quả bóng mà không khiến nó nổ là hãy chọc quả bóng khi chưa thổi nó lên. Còn đây là câu hỏi phần này, câu hỏi phần 226. Hãy tìm con số còn thiếu điền vào tâm hình ngôi sao dưới đây. Like và đăng ký kênh mới top comment của mình để đẹp trai và xinh gái hơn nhé.